tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc 7 chỗ, và có thể nói đây là một trong những chiếc xe ô tô 7 chỗ tại thị trường Việt Nam có giá rẻ nhất đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Kia Carens phiên bản SX quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn ạ, đây là cái phiên bản SX này, Kia Carens, và nó là cái phiên bản SX. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ, trong Kia Carens thì nó có phân làm mấy loại phiên bản ạ. Ví dụ như phiên bản 1.6 này, phiên bản 2.0 này. Trong cái phiên bản 2.0 thì nó có phiên bản đủ, bản thiếu, bản EX hoặc là bản SX. Như chiếc xe này đây là cái phiên bản SX quý vị các bạn ạ. Phiên bản SX thì đã được trang bị đầy đủ full option rồi. Ví dụ như là từ ghế điện này, đèn pha bi xenon này, cửa sổ nóc này. Đấy là những cái phiên bản đủ này nó mới được trang bị đầy đủ như vậy. Và hơn nữa là động cơ 2.0. Và quý vị và các bạn cũng đã biết ở Kia Carens này nó có cả phiên bản máy dầu nhá. Thì chiếc xe hôm nay là tôi giới thiệu cho quý vị các bạn là cái phiên bản máy xăng. Và cái phiên bản này là chúng tôi cũng vừa mới mua về, là chúng tôi đem lên đây, là tôi mua về là hôm thứ 7 tuần trước. Nhưng mà vì là chưa có rửa ráy gì được cho nên là hôm nay tôi mới rửa ráy đi được, là đem lên đây quay giới thiệu cho quý vị các bạn. Đây bên ngoài thì là nó cũng có đôi phần xước sát quý vị các bạn nhé. Chúng tôi chưa có dọn dẹp hay là chưa có đánh bóng gì đâu. Đây nó còn nguyên bản ạ, tôi vừa mới đem rửa đi một chút thôi. Đấy. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương. Gương chiếu hậu là gương gập điện rồi quý vị các bạn ạ. Đấy bên ngoài, nhìn bên ngoài là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Cho nên là còn rất là đẹp. Đấy. Bên cái phần ngoại thất thì rất là đẹp đây quý vị bạn xem nhé. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ option từ camera lùi này. Đây là phần camera lùi này, cảm biến lùi. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Và la răng đúc phanh đĩa cả 4 bánh quý vị bạn nhé. Phanh ABS thì là đương nhiên rồi, nhưng phanh đĩa cả 4 bánh ạ. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua về là chưa có dọn dẹp gì đâu. Chỉ mới đem rửa qua là tôi đem lên đây tôi đăng bán lên cho quý vị và các bạn nhé. Và đây cái cụm đèn pha đây quý vị các bạn ạ, cụm đèn pha còn rất là mới, rất là sáng, và xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi. Riêng xe Kia thì quý vị các bạn ạ, đầy đủ option nhất có thể rồi, đầy đủ hết từ đèn pha bi xenon này, đèn gầm này, đầy đủ rồi. Và cái đèn này còn rất là mới, rất là sáng đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, tôi quay sát vào để quý vị các bạn mới thấy được là nó mới, nó sáng, nó đẹp như thế nào đấy ạ. Đấy. Đấy, cả cái sườn bên lái này cũng vậy này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Cái nền đây, quý vị và bạn nhìn về cái nền sơn này, tuy là nó có hơi xước sát móp rất là nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà có thể chấp nhận được. Chúng tôi chỉ cần đem rửa ra đây là đã quay lên đây cho quý vị và các bạn rồi. Đây là cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu cũng rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, cụm đèn hậu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Về chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Và đây cái dàn lốp đây quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này chạy chuẩn là 15.500.000 km rồi quý vị các bạn nhé. Và cái dàn lốp này mới là cái dàn lốp thứ hai mà chủ xe đã thay. Đấy, đồng hồ là chúng tôi cam kết là 15.500.000 là chuẩn, và cái dàn lốp này là dàn lốp thứ hai chủ xe thay, là dàn lốp thứ hai đấy, và còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất với chiếc xe mà chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng hay chưa có làm bất kỳ một cái gì cả. Vừa mới mua về là chúng tôi có mới rửa xe đi thôi ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cánh cửa lên ra xem nhé. Thứ nhất là về cái nó hơi bẩn một chút ạ. Quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm là chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì. Nhưng cơ bản là nó còn nguyên bản hết đây quý vị bạn ạ. Tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ nguyên bản này. Đây là cái táp bi cửa trước bên lái nhé. Cái táp bi này là cánh cửa, này là cánh cửa dùng nhiều nhất đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn. Táp bi này, táp bi này, đây là cụm điều chỉnh gương chiếu hậu này. À đây là cụm điều chỉnh kính này,
gương chiếu hậu này, gương là gặp điện rồi quý bạn ạ, có công tắc. Và phiên bản này là cái phiên bản SX số sàn quý vị các bạn nhé. Phiên bản SX số sàn thì xe cũng đã được trang bị cửa sổ nóc này. Đây là cái cửa sổ nóc này. Ghế nguyên bản là ghế nỉ thôi quý vị các bạn ạ. Đấy, số sàn thì lại đi với ghế nỉ, còn nếu số tự động thì mới có ghế da. Và đây là chủ xe cũng đã vừa với làm lên một cái bộ ghế da quý vị các bạn nhé. Chủ xe mới làm cái bộ ghế da này, thấy chủ xe bảo mới làm được cách đây khoảng 1 tháng. Thì là bây giờ cần đến tiền, có nhu cầu cần đến tiền cho nên mới phải bán xe. Chứ cái bộ ghế da này mới làm. Và xe cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi quý vị các bạn nhé. Đây này, phiên bản SX mới có ghế chỉnh điện chứ phiên bản EX là chưa có ghế chỉnh điện đâu. Và nội thất thì rất là đẹp đây ạ. Mặc dù là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả nhưng nó rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ bật cái đồng hồ này lên để cho quý vị và các bạn thấy được là đồng hồ công tơ mét bao nhiêu nhé. Riêng những chiếc xe khác có thể tôi không dám cam kết vào cái đồng hồ, nhưng chiếc xe này là chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn luôn ạ, 15 vạn rưỡi quý vị các bạn ạ. Vì là chúng tôi mua của người quen cho nên chúng tôi sẵn sàng cam kết cái đồng hồ này là đồng hồ chuẩn 15 vạn rưỡi đấy ạ. Chúng tôi không tua. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cơ số đồ rồi. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng những cái phần mà chủ xe lắp cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau, táp bi cửa phía sau bên lái đây ạ. Về phần keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ, cam kết luôn ạ, không mất một phân keo chỉ nào. Ốc bản lề cánh cửa đây ạ còn nguyên. Quý vị và các bạn nhìn vào cái phần nội thất này thì quý vị và bạn cũng đã biết rồi ạ. Cái ghế da này thì vừa mới làm thì tôi không nói làm gì cả vì nó nguyên bản, nó ghế nỉ. Sau 10 năm sử dụng thì bây giờ mà không làm là cái phần mồ hôi nó ám vào trong cái nỉ ấy, cũng rất là khó chịu. Đi mua xe cũ về mà gặp ghế nỉ rồi thì cũng nên là phải bọc lại ghế da quý vị các bạn nhé. Tại vì là những cái phần nỉ nó hay hút mồ hôi vào, mà hút mồ hôi của người khác vào là mình ngửi cái mùi mồ hôi của người khác nó không chịu được đâu. Đấy, cơ bản đây những cái phần mà còn lại chưa làm thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Cửa nóc này, trần này rất là sạch sẽ nhé. Mặc dù chiếc xe này là chúng tôi mới mua về, chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng hay là chưa có làm gì cả, nội thất để nguyên đây mà nó đẹp như thế này rồi đấy quý vị các bạn ạ, rất là sạch ạ. Đó. Và xe này nó phiên bản này là phiên bản 7 chỗ ngồi cho nên là đã được trang bị cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý vị bạn nhé. Và đây là cái phần mà chủ xe lắp thêm đây ạ. Chủ xe đã lắp thêm một cái màn hình Android. Đó, đây là cái phần màn hình Android, để tôi cho tiếng bé đi. Tôi để cho cái tiếng bé đi để tôi giới thiệu cho quý vị các bạn dễ nghe nhé. Đây là cái màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm. Cái màn hình này cũng rất là xịn nhá, tích hợp camera lùi và tích hợp camera hành trình đây ạ. Đây là cái phần camera hành trình mà nó đi kèm với cái đầu này. Chủ xe lắp thêm cái đầu này. Đấy, camera hành trình nó đi kèm luôn với cái đầu này, rất là xịn rồi, đúng không quý vị và các bạn? Đấy. Phải nói là thời buổi công nghệ bây giờ đưa một cái màn hình Android vào xe ô tô, nhìn thấy cái xe ô tô nó cũng hiện đại hơn rất là nhiều. Bây giờ rất là nhiều người đã trang bị cho xe ô tô của mình là những cái màn hình Android này quý vị và các bạn nhé. Đấy, và xe cũng đã được trang bị điều hòa tự động rồi quý vị và các bạn nhé. Phiên bản đủ nó có cả điều hòa tự động. Đây, đồng hồ công tơ mét thì nó chuẩn là 15 vạn rưỡi. Và không phải nhìn về cái phần đồng hồ đâu nhé quý vị bạn, nó còn căn cứ theo cả cái vô lăng đây này. Vô lăng còn nguyên bản, rất là đẹp, chưa có làm lại hay là chưa có bọc lại hay làm gì cả đấy. Và vô lăng tích hợp các phím điều khiển ạ. Rồi đến cần số luôn quý vị các bạn nhé. Đây này, cần số cũng còn rất là đẹp, rất là mới như thế này đây ạ. Đấy, 15 vạn chuẩn thì quý vị bạn phải nhìn cả ở những cái phần vô lăng, cần số hay là tất cả những các chi tiết từ táp lô, táp bi nó có đẹp hay không nhé. Cái ghế thì làm lại rồi thì tôi không nói làm gì cả vì nó là ghế nỉ. Nhưng đây là cái phần đây là cái phần cảm biến lùi mà chủ xe lắp thêm đây nhé. Nó hiển thị còn bao nhiêu km còn bao nhiêu mét đằng sau khi chúng ta lùi chuồng ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ lại giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần đằng sau này. Phiên bản 7 chỗ quý vị và các bạn ạ, 7 chỗ cho nên là cái hàng ghế sau này chúng ta có thể gấp lại được như thế này đây ạ. Đấy, nếu như sử dụng đến thì chúng ta mới mở lên. Đấy. Khi nào dùng đến thì chúng ta mới phải mở lên, còn không là chúng ta sẽ gập lại. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Về cái phần nội thất nhé, về cái phần nội thất thì quý vị và các bạn yên tâm, chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ những cái phần trần này, nỉ trần này rất là sạch sẽ luôn ạ.
Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Và tôi cũng cho quý vị các bạn xem về cái phần ốc này. Ốc cửa sau này. Ốc cửa sau này, keo chỉ cửa sau này còn nguyên bản. Đấy, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Cốp sau này chúng ta để chở đồ thì rất là rộng ạ, vì nó gập lại được cái ghế ạ. Hàng ghế sau gập lại được, cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này về để gia đình hay chạy công việc mà hay phải chở đồ thì cũng rất là ok ạ. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi cam kết là chưa mất một phân keo chỉ nào cả, còn rất là mới, rất là đẹp. Ốc bản lề cũng vậy luôn ạ, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Nội thất thì rất là đẹp rồi. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải làm bất cứ một cái việc gì nữa cả. Rất là đẹp rồi. Đây là cái táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên hết luôn đây này, không có mất một phân keo chỉ nào cả. Việc keo chỉ này là chúng tôi cam kết luôn quý vị các bạn ạ. Cam kết là nó còn nguyên bản luôn và còn rất là đẹp đây ạ. Táp bi, táp lô đều rất là ok. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là cái phần động cơ. Nhưng trước tiên là ta đã đi xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không đã. Đầu tiên là mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo. Đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản đây quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn đây ạ. Ốc cabo nguyên bản này. Rồi đến keo chỉ này. Keo chỉ là còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, còn nguyên hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là ốc còn nguyên hết luôn, keo chỉ nguyên. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Ở cái phiên bản số sàn này thì là cái nắp cabo nó không có cái nỉ cách nhiệt, cho nên nhìn nó rất là dễ rồi. Nếu đâm đụng hay va chạm hay làm lại rồi thì là chúng ta biết ngay, đâm đụng va chạm rồi, làm lại rồi, thay cabo rồi. Nếu thay cabo là thường nó không có cái tem logo này nữa. Đấy, cabo thay là thường không có dập tem này đâu ạ. Tôi cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm để quý vị và các bạn mua xe thì có thể xem thêm nhé. Và cái phần động cơ đây quý vị và các bạn này. Đấy, ốc chân máy này, ốc chân máy cũng còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này là chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì thì máy nó nhìn là nó hơi bẩn một chút, nhưng không thành vấn đề quý vị và các bạn ạ. Cơ bản là nó phải là nguyên bản đây, từ những cái ốc mặt máy này. Tôi quay sát cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây là những cái phần ốc mặt máy này, còn nguyên hết ạ. Nguyên bản cả cái lốc điều hòa luôn. Những chiếc xe này thì từ những cái đời này rồi, bây giờ từ 2011 bây giờ thì nhiều xe là phải thay đồ hết rồi, thay lốc điều hòa rồi. Nhưng mà chiếc xe này nó còn nguyên, tại vì là nó chạy có 15 vạn chuẩn thôi, chứ còn nếu như chạy đến 20 vạn là phải thay cơ số đồ rồi đấy. Ví dụ như lốc điều hòa này hoặc doanh mặt máy này chạy tầm 20 vạn là phải thay rồi. Chiếc xe này mới 15 vạn chuẩn thì là chưa phải thay cái gì, nó còn nguyên hết đấy. Chúng tôi cam kết là cái động cơ này còn nguyên bản ạ, không bị đâm đụng, không bị ngập nước, còn nguyên hết luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Kia Carens phiên bản SX động cơ 2.0 2011 này, thì chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 269 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô 7 chỗ dành cho gia đình của mình rồi. Rất là mới, rất là đẹp, rất là tiện dụng, phải không quý vị các bạn? Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua xem tại cửa hàng chúng tôi tại địa chỉ 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.